Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Thế Sơn Tôi Ta. Các bạn thân mến, việc ô tô quá hạn đăng kiểm, tài xế chủ xe sẽ bị phạt như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm, dù chỉ một ngày, thì tài xế cũng như chủ xe là các cá nhân tổ chức sẽ bị phạt hành chính từ 2 cho đến gần 20 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 100/2019 NĐ-CP. Cụ thể như sau, với những chủ sở hữu ô tô hay những tài xế lái xe lâu năm thì việc đăng kiểm ô tô không còn quá xa lạ. Trái lại, những tài mới hay những người lần đầu sắm ô tô thì lại thường không chú ý chu kỳ cũng như là các mốc thời gian đăng kiểm xe dẫn đến việc bị phạt khi để ô tô quá hạn đăng kiểm. Trong trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm, dù chỉ một ngày thì cả tài xế và chủ xe đều sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019 NĐ-CP. Cụ thể, theo điểm C khoản 4 điều 16 của Nghị định 100/2019 người điều khiển xe, tài xế có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, kể cả rơ móc và semi rơ móc sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, tài xế còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 cho đến 3 tháng. Trường hợp ô tô quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng thì mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe sẽ lên từ 4 cho đến 6 triệu đồng theo quy định tại điểm E khoản 5 điều 16 Nghị định 100/2019, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Tuy nhiên, không chỉ tài xế, nếu để ô tô quá hạn đăng kiểm thì chủ xe là các cá nhân, tổ chức cũng sẽ bị xử phạt. Theo điểm B khoản 8 điều 30 của Nghị định 100/2019 đã nêu rõ, phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân và từ 8 cho đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dụng và các loại xe tương tự nếu đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định được kiểm định nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, kể cả rơ móc và semi rơ móc khi tham gia giao thông. Trường hợp ô tô, xe cơ giới, xe máy chuyên dụng quá hạn đăng kiểm trên 1 tháng thì chủ xe là cá nhân sẽ bị phạt từ 6 đến 8 triệu đồng và chủ xe là tổ chức thì sẽ bị phạt hành chính ở mức là 12 cho đến 19 triệu đồng. Mức phạt hành chính sẽ lên tới cả chục triệu đồng. Vì thế các tài xế và chủ xe cần phải hết sức chú ý để theo dõi chu kỳ đăng kiểm chiếc xe của mình để tránh trường hợp xe bị quá hạn đăng kiểm. Trường hợp xe đã hết thời hạn đăng kiểm, để tránh bị phạt, chủ xe nên nhờ xe cứu hộ đưa xe đến trạm đăng kiểm để thực hiện các thủ tục đăng kiểm. Vừa rồi là một số thông tin mà Thế Sơn Tôi Ta muốn chia sẻ với các bạn về việc ô tô quá hạn đăng kiểm thì chủ xe sẽ bị phạt như thế nào theo Nghị định 100/2019 NĐ-CP. Mong rằng những thông tin này sẽ hữu ích với quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Hiện tại công ty Toyota Tân Cảng đã liên kết với tất cả các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài để hỗ trợ quý khách mua xe với lãi suất ưu đãi nhất và thủ tục đơn giản nhất, hỗ trợ tối đa từ 80 đến 90% giá trị xe, thời gian vay tối đa lên tới 8 năm, quý khách hàng có thể thanh toán trước hạn định khi có đủ tài chính. Chúng tôi hỗ trợ cho tất cả khách hàng trên khắp các tỉnh thành của Việt Nam. Sau đây là một số giấy tờ quý khách hàng cần chuẩn bị. Đối với cá nhân vay, sao y hộ khẩu, sao y chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận độc thân hoặc giấy kết hôn, chứng minh thu nhập bằng hợp đồng lao động, bằng bảng lương, sổ tiết kiệm hoặc tài khoản cá nhân. Đối với công ty hoặc doanh nghiệp mua xe, giấy phép kinh doanh, giấy bổ nhiệm giám đốc, bổ nhiệm kế toán trưởng, giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu, bản copy, mã số thuế, báo cáo thuế 1 năm gần nhất, báo cáo tài chính 1 năm gần nhất, điều lệ công ty. Chúng tôi cam kết 100% quý khách hàng được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. Chương trình đặc biệt tại Toyota Tân Cảng, trao đổi xe qua sử dụng, lấy xe mới trong ngày. Khách hàng đang sử dụng xe ô tô con, muốn nâng đời xe nhưng không biết bán xe cũ cho ai hay muốn mua xe cũ thì không biết thủ tục như thế nào, có rắc rối hay không. Hãy đến với chúng tôi, công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng, mua tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng trên phạm vi cả nước. Chúng tôi tiến hành thủ tục mua nhanh chóng với giá mua xe tốt nhất và thanh toán tiền 100% cho khách hàng bán xe trong ngày. Chúng tôi đáp ứng đầy đủ 5 chỉ tiêu cho xe cũ. 1. Xe chưa từng bị tai nạn. 2. Xe chưa từng bị thủy kích. 3. Xe chưa từng đại tu động cơ và hộp số. 4. Xác định rõ nguồn gốc xuất xứ và đúng năm sản xuất. 5. Đảm bảo giấy tờ hợp lệ và đủ điều kiện để mua bán sang tên. Giá trị chiếc xe được thẩm định chính xác, minh bạch. Chúng tôi sẵn sàng đánh giá xe tại địa điểm và thời gian theo yêu cầu của khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm sẽ giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các hoạt động mua bán, trao đổi và ký gửi xe tại trung tâm. Với phương châm khách hàng là trên hết,
Chúng tôi không ngừng nỗ lực để khách hàng nhận được giá trị bán lại sản phẩm cao nhất, tăng chỉ số hài lòng của khách hàng. Chúng tôi mong muốn hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng. Quý khách hàng muốn bán xe vui lòng liên hệ 0911 55 44 55. Nhân viên bán hàng Thế Sơn, số điện thoại 0911 55 44 55. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại công ty Hiroshima Tân Cảng, tốt nghiệp tất cả các chứng chỉ bán hàng của Toyota và đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong nhiều năm, Thế Sơn từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực và là người bạn hỗ trợ đồng hành cùng những người yêu xe khi đến với Toyota Tân Cảng. Thế Sơn cam kết sẽ tư vấn nhiệt tình giúp quý khách hàng chọn được những chiếc xe ưng ý nhất với chi phí bỏ ra tối ưu nhất. Hãy tới và trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Địa chỉ 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gần cầu Sài Gòn. Toyota Hiroshima Tân Cảng, một thương hiệu triệu niềm tin.